khép lại chặng đường một năm đáng nhớ. Ngày 16 tháng 1 vừa qua, Hiệp hội Nội thất ô tô Việt Nam đã tổ chức chương trình gala tổng kết cuối năm để cùng nhau điểm lại những thành tích đạt được trong năm 2020 và đón chào năm mới 2021. Sự kiện có sự tham gia đông đủ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nội thất ô tô trên toàn quốc. Thương hiệu màn hình ô tô thông minh GoTech cũng vinh dự là một trong những đơn vị đồng hành cùng Hiệp hội Nội thất ô tô Việt Nam và là nhà tài trợ vàng cho sự kiện này. Trước khi bắt đầu buổi gala, các khách mời có cơ hội được tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nội thất ô tô đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như màn hình ô tô, camera hành trình, phim cách nhiệt. Trong đó, màn hình ô tô thông minh GoTech là một trong những sản phẩm gây ấn tượng mạnh với các khách mời tham gia sự kiện bởi sở hữu tính năng vượt trội so với các dòng màn hình Android khác trên thị trường. Đây cũng là dịp để chia sẻ về cơ hội và thách thức của các sản phẩm nội thất ô tô Việt, giúp thúc đẩy thị trường nội thất ô tô trong nước tăng nhiệt trong tương lai. Buổi gặp mặt cuối năm do Hiệp hội tổ chức là cơ hội để các đơn vị được gặp gỡ, giao lưu, cập nhật về xu hướng công nghệ và chia sẻ các dòng sản phẩm chất lượng dành cho ô tô. Trong không khí hân hoan của buổi tiệc tất niên, đơn vị tổ chức đã trao kỷ niệm chương tuyên dương cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị đồng hành. Đan xen với đó là các tiết mục văn nghệ sôi động kết hợp game show mini game, bốc thăm trúng thưởng với rất nhiều phần quà hấp dẫn và ý nghĩa từ các nhà tài trợ và ban tổ chức chương trình. Đã có rất nhiều phần quà đến từ các thương hiệu nổi tiếng được trao tặng cho các thành viên tham gia game show. Đáp án của chương trình đó là Hoa Hồng. Trong đó, phần quà đặc biệt là chiếc màn hình ô tô thông minh GoTech GT8 Max từ nhà tài trợ GoTech đã thuộc về nữ khách mời may mắn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị nội thất ô tô.